Hiện nay một bộ phận giới trẻ luôn muốn giải quyết mâu thuẫn bằng hỗn chiến để thể hiện bản lĩnh của mình. Các nhóm đối tượng thường tự chế tạo hung khí như mã tấu, ba chĩa, dao phóng lợn có tính sát thương cao nhất nhằm triệt hạ đối thủ. Mới đây, công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi của một nhóm đối tượng từ 16 đến 19 tuổi trộm hàng loạt dao thái thịt của tiểu thương tại chợ Mân Thái để chế tạo hung khí. Đây là số hung khí nguy hiểm được lực lượng công an phường Mân Thái thu giữ được của nhóm thiếu niên này. Trước đó, khi mở hàng buôn bán như mọi ngày, hàng loạt tiểu thương tại quầy thịt chợ Mân Thái phát hiện bị mất trộm nhiều loại dao thường dùng. Thông qua công tác nắm tình hình, công an phường Mân Thái đã nhận định vụ việc này sẽ hết sức phức tạp nên đã tập trung truy xét. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp. Nhận định mục đích của việc trộm dao này là để làm hung khí để đánh nhau. Mà nếu như để xảy ra có cái vụ việc hỗn chiến thì cái hậu quả sẽ rất lớn. Do cái đặc điểm của các con dao này thì có tính chất sát thương rất là cao. Thì qua đó, ban giám hiệu công an phường đã lập tức báo cáo với lãnh đạo công an quận để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời triển khai ngay cho cán bộ chiến sĩ công an phường tập trung xác minh ngay số thanh thiếu niên thường hay tụ tập để đánh nhau. Việc xác minh thì cũng đã gặp những cái khó khăn nhất định. Thì với cái đặc điểm cái số thanh thiếu niên này thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú, thì tuy nhiên với cái quyết tâm phòng ngừa cho được các cái vụ việc hỗn chiến, thì sau 24 giờ xác minh thì lực lượng công an phường đã xác định ngay cái danh tính của nhóm thanh thiếu niên trộm dao này. Với quyết tâm không để tội phạm tận dụng số hung khí này để phạm tội, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, các cán bộ chiến sĩ công an phường được phân bổ nắm tình hình tại khu dân cư. Chỉ sau một thời gian ngắn, công an phường Mân Thái đã làm rõ và bắt giữ một nhóm cùng 8 đối tượng liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi của mình. Do mâu thuẫn một nhóm khác trên khu địa bàn, thì con kêu anh em 6 người đi xuống chợ Mân Thái để kiếm mấy con dao về làm thầu thiết lợn, làm phóng lợn, rồi hạn chế để giải quyết mâu thuẫn. Thì cũng qua cái tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật cũng như các vụ hỗn chiến gần đây, thì công an phường cũng có khuyến cáo đến các gia đình của các em có con trong độ tuổi thiếu niên thì cần phải quan tâm hơn nữa về cái tâm tư, tình cảm của con em mình. Đặc biệt cần chú ý đến cái sinh hoạt của các cháu về cái quan hệ bạn bè, về thời gian đi lại, thời gian vắng nhà vào đêm khuya, và cũng hạn chế kiểm soát tốt cái việc sử dụng mạng xã hội của các cháu. Vì thông qua mạng xã hội là các cháu liên kết với nhau, hẹn hò với nhau để tổ chức các cái hành vi hỗn chiến. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, thì sự giúp đỡ trong việc quản lý con em mình của các bậc phụ huynh chính là yếu tố tiên quyết hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.